Một lá bế của ạ. À, hợp chất nào sau đây không thuộc nhóm nhóm hợp chất carbohydrate? Đáp án đi. B. À, bế quá, glucosamine. Chà, tiếng Anh mới xíu này. Hai. Thành phần chính mật ong là fructose quá. À, fructose. Đáp án D. Fructose. Carbohydrate là tạp chất thường có công thức chung là CnH2O, Đáp án M, C ạ. đi. Đáp án C quá. Rồi. Mono à, glucose và fructose là thuộc loại hợp chất monosaccharide à À, quá. monosaccharide. À, tiếp. Công À, thức. công thức phân tử chung của glucose và fructose là C6H à, C6H12O6 B quá. B, rồi. À, trong trong glucose thì không có nhóm ketone Ừ, không có nhóm ketone. C. Đúng. Fructose là có 5 5 nhóm hydroxy. Hydroxide. Dạ. Hydroxide. À. 8. Đặc điểm Hình thành không trực có tiếp điểm từ quá chung. trình quang hợp của không có điểm chung nữa. Rồi, cái mô hình thành quang hợp thì trực tiếp là tạo ra cái gì? Glucose ạ. Cứ đúng không? Từ quang hợp là glucose chứ nào cô, em thấy glucose trong quả pháo quả chín mà thì là phải quang hợp chứ, em nghi rồi quá. Có đúng không các bạn? Ờ, Hả? Anh biết mà quang hợp với tao ra cái gì nào? Tinh bột. à dạ. Rồi. Câu 9. Dung dịch glucose không có tính chất hóa học nào sau đây? Phản ứng thủy phân của ạ. À, mono nên không có phản ứng thủy phân. Rồi, đúng. 10. Ethanol. À, chất nào sau đây có thể điều chỉ từ quá trình glucose lên men? Quá trình lên men là ethanol. Em biết phương trình nha cô nào? C6H12O6 lên men Ừ. ra C2H5O, C2H5O. À. Enzyme. Đúng vậy, có chữ E này. Dạ, enzyme đúng À, thứ hai năm không? hoạt cô Việt tiếng Anh đôi lúc bị Glucose bị dừng dừng khoảng vài giây rồi. là quan trọng đối với cơ thể Đó sống. là cung cấp năng lượng, cung cấp năng lượng cho quá trình tế sinh hóa tế bào. Đáp án. Đáp án B. Rồi. À, không đúng là chúng có tính chất hóa học tương tự nhau dễ. À, gì? Môi trường kiêm glucose có thể chuyển hóa, điều chứng tỏ chất này đều là một màu nước bromin. Số 13 mà. Môi trường kiêm glucose và fructose có thể chuyển hóa lẫn nhau. À, điều đó chứng tỏ hai chất này. À, đấy là cái cấu dẫn chứ không phải là nguyên nhân. Mình làm gì có chuyện mà cả hai chất cùng làm mất màu. B B quá B. Tại sao lại đi saccharide được, đã saccharide được. Đáp án ở đây là đáp án A, đều phản ứng với thuốc Tholen và có nghĩa tham gia phản ứng tráng bạc. Số 14. Dạ, có 14 là C ạ. À, đã tìm phát biểu không đúng. Glucose và fructose là hai đồng phân cấu tạo. Chúng là đồng phân của nhau là đúng rồi, đúng không? Thì cái tìm không đúng nha. À, không đúng đó là Không đúng là C. C. Tinh bột C6H10O5 tất cả nơ lân. Còn cellulose là C6H10O5. Ta cho hai cái giá trị này khác nhau đi, rằng tổng quát thì giống nhau thôi, nhưng mà giá trị nơ và mơ nó khác nhau. Câu 15. Dạ, câu Chất nào 15 là C, insulin. insulin đúng không? Câu hỏi này câu hỏi thực tiễn. Rối loạn insulin À, đến không. rồi làm Câu chuyển hóa 16 glucose là tuyến tụy ạ. là tuyến tụy.
này làm học sinh học này tiếp. Dạ, câu 17 là 17 là B. Ừ, bằng cách nào? Million, Dạ. tức là 6 nhân 10 mũ mấy? 6 nhân 10 mũ trừ 3. À, đổi ra món nhân với glucose C6H10. 2O6 mơ lớn bằng. 180. Có đúng không? Rồi quá. Ừ. Đây đáp án gì đấy? Đáp án B quá. Ừ, B. Rồi. Miligam này, à, miligam thì chúng ta không cân, đúng không? Ở đây đơn vị là miligam. Thì không nhân với mấy nào? Không nhân với Miligam nó không nhân glucose về không nhân về đúng à, không? Nhân luôn thế này thôi. nó thành nhà 6 nhân với 108. à quá à quá 6 nhân với 108 à? Là ai? Đấy là decilit này, 1 decilit ta bằng 0,1 lít. Cho nên đáp án là B. B Nhật nha. Dạ. Rồi câu 18. Yêu cầu tìm Yeah. số phát biểu đúng. Cháu có là cháu bảo là gì ạ? Câu 1 đúng không? Glucose và fructose là hai đồng phân lập thể. Không phải đúng không? Rồi. Fructose còn được gọi là đường trái cây và là carbohydrate vì tự nhiên có ngọt nhất, nó ngọt nhất là đúng. Đúng rồi. Ừ. Glucose là carbohydrate có thể dùng làm nhiên liệu. Nó chuyển hóa cung cấp gì đây? Năng lượng Năng lượng. Rồi người mắc bệnh đúng đái rồi tháo đường là có lượng glucose trong máu cao hơn bình thường, đúng. Phát biểu đúng là ba đáp án D C à, C. Câu 19 à, giờ cho mười đồ chín kỳ là 6 à. 19 là 50 phút Sử sử dụng là dụng 50 phút mà khoảng làm năm cái gì? Đây chúng ta nó kẻ xuống ở đây thì chỉ nhìn vào đáp án đúng không? 50 phút là nồng độ cao nhất. Đúng rồi. Câu 21. À, cùng tìm phát biểu đúng. Xét các phát biểu về carbohydrate, glucose và fructose. Fructose là những đường không thể bị thủy phân. Đúng này. Nó là mono để có bị thủy phân được nữa không? Không. À, B. Fructose có cấu tạo hóa học hoàn toàn giống. Không ạ, sai. À, nó không phải, sai đúng không? Nếu mà giống thì nó là một chất mất rồi. C. Saccharose và maltose là những disaccharide. Dạ đúng. Rồi. Tinh bột và cellulose là những polysaccharide. Đúng. Vậy số phát biểu đúng là Là 3. dạ. Yêu cầu tìm số phát biểu đúng. A. Glucose và fructose đều có công thức phân tử C6H12O6 đúng không? Đúng rồi. Rồi, phát biểu B. Glucose và fructose đều tồn tại dạng mạch hở và dạng mạch vòng. Nghe đúng rồi. Rồi. Glucose và fructose đều là pentahydroxy aldehyde. Nghe đã sai rồi. À, penta tức là nắm nhỏ mô hạt thì về là của án gì vậy? Án cô hô đúng không? Đây sai. Còn fructose thì không có nhóm aldehyde. Nên đây có nhóm ketone. Dễ dàng mạch vòng và của glucose và fructose đều vòng 6 cạnh. Sai ạ. À, vì sao? Vì là của phát triển giới là có 5 cành. À, 5 cành. Vậy số phát biểu đúng là B. B. Tiếp tục câu 22. À, cùng tìm phát biểu đúng.
Tất cả các loại carbohydrate đều tan hoàn toàn trong nước. Đúng hay sai? Có sai vì sao? Vì sẽ lưu rồi không tắm. À, ví dụ cellulose không tan trong nước hoặc là tinh bột thì không tan trong nước. Rồi B, một số đường đơn tức là monosaccharide có vị ngọt. B đúng không? À đúng. Carbohydrate chỉ được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Sai quá. À, vì sao? Vì mà tôi giới thì hẳn nhân tạo được tìm trong mạch nhả, đóng về nhân tạo đây không không trong tự nhiên này. À, glucose sẽ có thể thấy ở đâu đó, có trong cơ thể gì vậy? Tình người À, người và động vật đúng không? Có trong máu nữa. Rồi, D. Glucose và fructose đều là chất rắn vị ngọt tan tốt trong nước. Đúng, vậy số phát biểu đúng là là 2. Tiếp tục, câu 23. À, phát biểu về tính chất hóa học của glucose và fructose và cùng yêu cầu tìm số phát biểu đúng. một là đúng ạ. À, đều phản ứng được với thuốc thử Tholen là vì sao? Vì hẳn đều là cái này gọi là này, cái này giống nhau thì đều Vì fructose mặc dù không có nhóm chất aldehyde nhưng mà ở trong môi trường kiêm chuyển hóa thành glucose cho nên đều phản ứng được với thuốc thử Tholen. B. Đều làm mất màu nước bromin. đúng quá. Đúng đâu mà đúng. Sai. Glucose có những fructose. Quên rồi, quên quên có adit con Fructose. Vì môi trường gì đây? Môi trường axit. D. Dung dịch mỗi chất đều hòa tan được CuOH 2 lần. đúng Đúng. Tiếp đây đáp phát biểu D. Đều phản ứng được CuOH 2 lần trong môi trường kiêm nóng tạo kết tủa đỏ gạch. đúng 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 Đúng. Vì sao lại đúng? khi anh tạo ra CO2O. Đúng rồi, vì hẳn cũng là môi trường kiêm cho nên glucose chuyển thành glucose. Đúng không? Rồi, phát biểu đúng là 3. Câu 24. Cùng tìm số phát biểu đúng cho cặp phát biểu về glucose và fructose. A. Ta sai quá. Đúng. Đúng. Ở tên sản phẩm nha. Nghe đúng. B cùng đúng. Ừ. Tên. C cùng đúng. Đúng rồi, tạo axit gluconic và lên men glucose. D cùng đúng. D À, cùng đúng quá. vậy số phát biểu đúng là 4. 4. Đây, khối lượng riêng thì ta có đơn vị là gram trên ml thì có nghĩa dế bằng gì mày? Dế bằng mơ trở về ạ. À, mơ đến cho vế và đơn vị ở đấy mơ là ml đúng không? À, quên đi, mơ là gram và vế là Ml ạ. vậy đầu tiên tính khối lượng mẫu nước cam. Thể tích là mơ 200. mơ bằng vế nhân dế đúng rồi. Bằng 250 nhân vế. 1,05 Rồi bấm máy tính bằng bằng 262,5. gam. Rồi, tính khối lượng của fructose. Fructose. Lấy Lấy 262,5 nhân 2,5%. 262,5 nhân với 2,5% đúng không? Ta cũng được biết Yeah. bằng 6 đến bằng 6 vậy. 6,5625. 5625 gam. Rồi, khối lượng của glucose lấy 262,5 nhân với 2%. là 2% bằng
5,25 ạ. À, 5,25% à gặp. Rồi. Đó, bài tập phần này chỉ tính toán bình thường thôi. Câu 2 này, trong một thử nghiệm y tế dùng để đo khả năng dung nạp carbohydrate có trong cơ của cơ thể người của một người trưởng thành được cho uống dung dịch glucose 2% à 20%. Còn đối với một trẻ nhỏ thì nồng độ glucose phải được giảm xuống là 10%. Vậy cần bao nhiêu gram dung dịch glucose 20% và bao nhiêu gram nước để thu được 8 gram dung dịch glucose 10%? Bài toán này là liên quan đến bài toán nồng độ học ở lớp 8. Gram này là 8 gram dung dịch glucose 10%. Vậy bây giờ em coi cái gì? Rồi à, như em tính số gram glucose, khối lượng glucose, khối lượng chất tán đó cô, À, mơ chất tán không thay đổi bởi vì đây chỉ phá cái gì thôi thầy. là phá À, phá thêm nước thì vậy vì vậy là mơ chất tán nó không đổi, có nghĩa là mơ của glucose nó không đổi đúng không? được 0,8 gram À, mơ thì bằng mơ chất tán trên mơ dung dịch. à, mơ chất tán bằng C phần trăm nhân với gì? À, Mơ dung mơ dịch dung dịch. à, vậy C phần trăm đấy là 10% này, nó không đổi này, mà dung dịch này là 8 gram này thì bằng không phẩy mấy 0,8 gram ạ. à, 0,8 gram, và cái này là không đổi. Vì sao? Vì chỉ phá loãng thôi, phá loãng thêm nước chứ không thêm chất tan. Rồi bây giờ làm đang Xong rồi em tính khối lượng dung dịch trong glucose 20% ạ. à, Khối lượng dung dịch. có nghĩa là mơ dung dịch của glucose 20% thì bằng mơ chất tán này không đổi nhân với gì và chia Chia gì? phần trăm. À, C phần trăm. Vậy mơ chất tán là bằng 0,8 chia C phần trăm là 10, à 20 20 phần trăm nhá. là À, bằng đã được 4 gram. 4 gram. Vậy mơ dung dịch là 4 gram thì chỉ ra mơ gì? Chỉ Mơ là mơ glucose nữa 20% cộng với mơ nước thì bằng mấy? Thì bằng gì là nào? 8, À, bằng 8. Vậy chỉ về thì là mơ bằng nữa bằng 8. 4. Đúng rồi, thế thôi. Để cho xác định Độ tán ở 25 xác độ định C này là 91 này, để cô nói giả thiết cho các bạn một tí. À, và trong một là 91 trong 1 gram trong 100 gram nước, còn ở 50 độ C là 244 này. À, và yêu cầu là làm lạnh là 172 gram dung dịch glucose, nhưng mà bão hòa, dung dịch bão hòa là dung dịch chứa đủ số gram chất tán tối đa. À, và từ mấy độ, 50 độ cho đến 25 độ C. Rồi giả sử khi làm lạnh thì hơi nước bay hơi không đáng kể. Bây giờ em giải như thế nào? Rồi à. thường là cho phép là phải xác định được cái lượng glucose với là lượng nước trong 172 dung dịch bão hòa nữa Ở đâu? Ở mấy độ cái đây nào? ở 50 độ. À, ở 50 độ C này. 50 độ C này. Thì 172 gram nước dung dịch này mày 172 gram dung dịch bão hòa thì sẽ chứa bao nhiêu? Sẽ chứa là 172 mà Mơ của glucose chia đúng không? cho À, mơ là glucose. bằng 172 chia cho 344 và nhân với 244 ạ. À, rồi, thì bây giờ cô phân tích cái giả thiết này một tí nhá. Là ở 100 ở 100 gram nước này. Đúng rồi nha. 100 gram nước thì sẽ có bao nhiêu gram glucose này? 244 ạ.
Vậy mơ dung dịch bằng mấy? Một trăm bài hai thôi. Vậy cô phân tích cái giả thiết lại một tí đấy nha. Ở 50 độ C, 100 gram nước thì tan bao nhiêu? Thì hoa tan được mấy? Đan 244 gram. Đá, tuổi đá là 244 gram. 244 gram này là gì ấy? Glucose đúng không? Vậy mơ dung dịch bằng mấy đấy em? Mơ dung dịch là 344 ạ. À, hai cái này mơ chất tán cộng mơ dung môi về bằng 3 bằng 100 cộng với 244 thì bằng 344 gram. 344 gram dung dịch, vậy ở đây có 100 mấy này? Vậy suy ra 100 gì? 70 mấy? 72 gram dung dịch thì glucose đúng không? Em tính glucose chứ. Lấy 172 nhân mấy? 1 x 2 x 12 Dễ chưa? chia cho 3 4 Bằng. 3 4 Bằng. Một mấy? 122 quá. Là 122 gram. 122 gram này gram gì đấy? Glu gì? Glucose. Rồi, ở mấy độ em này? Ở 25 độ. Ở 25 độ ta tiếp tục phân tích giống như ở phía trên. 25 độ giả thiết cho là 100 gram nước thì hoa tan tuổi đá. Vì nhiều bạn chưa biết khái niệm này nên là cô phân tích cho nó kỳ hơn. Tuổi đá là 91 gram glucose. Vậy mơ dung dịch ở đây sẽ bằng mấy? Giả thiết Một trăm cộng với 91 cộng với là một trăm chín 191 mươi một gram. Rồi, bây giờ ở mấy đây? Khi tách ra thì như thế nào nào? Thì ở đấy mơ nước ở trong 172 gram này mơ nước sẽ bằng 172 mà trừ đi một mấy 22 thì bằng 50 50 gram đúng không? Vậy bây giờ chúng ta gọi cái khối lượng glucose kết tính ra đúng không? Vậy mơ dung dịch còn lại bao nhiêu nữa vậy? Mơ nước có thay đổi không em này? không ạ. Vậy ở đấy 50 gì? 55 người. Thì tức là ở ở 25 độ C thì ở đây ta chú ý là mơ nước là không đổi. Không thay đổi. Do đó ở 25 độ C thì mơ nước vẫn cứ là 100 là 5 là còn lại 50 gram thì hoa tan tuổi đá bao nhiêu đấy? 45,5 gram Lấy glucose. 500 nhân 50 nhân với 91 chia cho 100 bằng 45,5. Vì lượng nước không đổi cho nên khi mà làm lạnh xuống ở 25 độ C thì nước vẫn là 50 gram thôi. Thì mơ glucose chỉ còn lại là 45,5. Mà lúc đầu nó có mấy đấy hả? 122 mà bây giờ còn 45,5. Vậy mơ cái tính tách ra bằng mấy? Cái tính sẽ bằng 122 mà trừ đi mấy nè? 45,5 thì bằng 76,5. Này bán là được Rồi, 0,2. nơi của AG bằng 21,6 chia 108 mà 0,2 rồi. Sau đó ta tính được số món của glucose là Glucose 0,1, glucose là là 0,1. C6, ta viết phương trình thì cho nó nhớ, 12O6 thì tham gia tràng gương thì tạo ra 2AG đúng không? Vậy ở đây không phải mấy, không Là phải 0,1. hai, thì bên này không phải một. Vậy CM bằng gì nè? Tính được khối Bằng N đến chi? lượng bằng nơ trên cho về Không phải là một. bằng 0,1 chia cho một một không phẩy một Ta bằng phải một. đổi ra lít đúng không? Không phải một lít mà bằng một mơ. Rồi bài này đơn giản. Thể tích mặt Thể tích này đầu tiên đổi này,
0,5 đơn vị ở đấy là cm khối mét vuông đúng không? Vậy micromet này ta đổi 0,5 micromet bằng mấy? Không phải nào nhân 10 mũ trừ 4. À, bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 4. Đơn vị là cm. Xăng. À, cm. Vậy đầu tiên phải tính tính cái gì ấy? Vế của gì đây? Với bạn. À, vế của bà. Vế thì bằng. Thể tích thì bằng cái gì? Diện tích À, nhân với gì? đồ dài. À, độ dày nhân với hạt đúng không? Vậy bằng 100 Không 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 cm lắm. à, nhân với 0,5 nhân với 10 mũ trừ 4 thì bằng Không phải không không lắm. 5 nhân 10 mũ trừ mấy? 3. 10 mũ trừ 3. Đơn vị là Cm. à, cm khối. Vậy những cái bài tập này chúng ta lưu ý luôn luôn liên quan đến cái đơn vị ấy, nên chúng ta phải đổi à, để đưa về cùng đơn vị. Vậy vì khối lượng riêng của bạc là gram trên cm khối, vậy được đấy là cm khối rồi, thì chúng ta tính AG bằng mấy? AG nhân với 10 phải À, không? M thì bằng V nhân với gì? V nhân À, với về nhìn D đúng thấy. không? Ừ, 5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân D là 10,49 thì bằng mấy gram? 0,05245. 0,05245. Đơn vị là gì? Gám. À, vậy khi cho gram ngay để tránh sai số, ta có thể tính trực tiếp bằng ấy luôn. Vậy glucose là C6 hạt 10 2O6 và tạo ra mấy AG? AG phân tử khối đấy là 180 gram. Ta để gram cho nó dễ thì 2 nhân với mấy mấy? 1 linh mấy? 108. À, 108. Vậy đấy 0,05245 gram. Thì bên này được bao nhiêu đúng không? Nhân chéo chia ngang. Được mấy? Để 6 dấu phẩy đi, đấy là 5 số, ta lấy 5 số, 4 số. 0,0437. 0,0437, đơn vị là gram. Yeah. Thế thôi, đọc hiểu đúng không? Cùng tỷ lệ 1, 2 và chú ý đấy, hỏi khối lượng, đấy vì hiệu suất 100%, còn nếu mà hiệu suất khác thì đặt 100% thì chúng ta sẽ tính glucose, nó sẽ chia. Hoặc là cái glucose đó nó có ở trong một cái loài hóa quả, hoặc là một cái thành phần nào đó, thì chúng ta sẽ liên quan đến bài tập thực tiễn nhân hay chia hiệu suất hoặc là phân trăm tạp chất. Vậy bây giờ tính cái gì kìa nào? À, tính số gam glucose của À, vậy ta có 100 1 kg nhỏ là được gì? ạ. 200 gam glucose. Thì có 200 g C6H12O6. Vậy mấy? À, thì là có 200 nhân với 500 thì 5 có 500.000 của ạ. à, để cho 500 kg được ăn gì đâu. À, 500 nha. À, 500 Hai nhân với 200 chia 1 chia 1 đúng không? Thì bằng 10 mũ mấy đấy? À, 10 mũ 4, à 10 mũ 5 À, 10 mũ 5. Đơn vị là gì? gam À, gram glucose. Rồi. thì là tính ra số mol được của Để glucose à, để sản xuất gì ấy? sản xuất à, rượu vang Rượu vang CH5 và tính khối lượng ethanol về phương trình hóa học là gì? C6H12O6 enzyme À, đấy 12O6 enzyme. rồi cô. À, rồi cố cứ việc thỉnh thoảng bị nhầm. Rồi O6 à, En, C2 hợp en, 5 enzyme cộng biết với đúng chưa? hai rồi quá hai Thì anh đúng rồi nhé. Rồi cộng với hai CO2 rồi đấy mấy, à, đó là ta mấy để đơn vị, không cần phải nhấn chia ra món, nó cứ để đơn vị cũng được, bởi vì chia cái này đúng nó lẻ, thì đây 100 mấy, 80 đúng không? 180 Còn bên dạ này sẽ 2 nhân với 4 mấy? hai nhân với 46 À, 46 là bằng 92. Vậy ở đây có 10 mũ mấy? Đơn vị đấy là 10 mũ 5 kg nhỉ? Cô à, gram. đó đó lắm Gram. Gram rồi 10 mũ 5 gram. Thì bên này được bao nhiêu? Thì thôi nhân chéo chia ngang. dạ 10 mũ 5 nhân với 92 chia cho 180 bằng mấy? năm 51.111 của phẩy 11 51. Đọc số cho cô. 51111 111. Đơn vị là phẩy phẩy 11 là thế nào à, phẩy cần 11. Rồi gam rồi phẩy 11 bỏ đi gam thì bằng 51 à, phẩy 51 11. phẩy 11
kg. À, kg là nay ta đừng có ghi 51 kg nhé, nó 1,11 mà 110 gram nó nhiều lắm. Thấy chưa? Rồi đó đơn vị kg. Đúng rồi.